sự khác biệt giữa chỉ thị 15, chỉ thị 16 và chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung đông người. Chỉ thị 15 dừng các sự kiện tập trung trên 20 người trên một phòng. Không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Chỉ thị 16, cách ly toàn xã hội, mọi người dân phải ở nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. Không tụ tập quá 2 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Chỉ thị 19, dừng lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện tập trung đông người. Không tập trung đông người nơi công cộng, ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Khoảng cách an toàn tối thiểu. Chỉ thị 15, 2m. Chỉ thị 16, 2m. Chỉ thị 19, khoảng cách an toàn tối thiểu 1m. Các cơ sở kinh doanh. Chỉ thị 15, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Chỉ thị 16, tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa. Chỉ thị 19, vẫn đóng cửa khu vui chơi giải trí, karaoke, massage, bar, vũ trường, cơ sở làm đẹp. Mở cửa trở lại, nhà hàng, quán ăn, xổ số, khách sạn, bán buôn, bán lẻ, danh lam thắng cảnh, khu di tích, khu thể thao, hoạt động vận tải. Chỉ thị 15, hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác. Hạn chế vận chuyển hành khách từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến nơi khác. Chỉ thị 16, dừng di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác. Cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách cộng đồng. Chỉ thị 19, xe khách liên tỉnh, nội tỉnh, taxi được hoạt động trở lại.